Người thứ ba. Em mong ekip và chương trình có thể giúp em bật đèn ngay từ những phút ban đầu. Em vào tài khoản của chồng em và thấy chồng em nhắn tin với anh bạn ở tầng dưới ấy, bảo là kệ em giải quyết xong rồi, vợ em là phải nghe em, để em chén nốt ăn cho đã rồi chuyện khác tính sau. Khi ông bà xem xong rồi, ông nói với em một câu như này: nó là đàn ông, nó ra ngoài chuyện gái gú bồ bịch là chuyện bình thường, mày là vợ ở nhà mày phải chấp nhận số phận. Khi mà em quay lưng đi ra thì ông nói với chồng em ở đầu điện thoại bên kia là hai đứa ở bên đấy cố gắng làm ăn đi, sau này về thì mới có tương lai, con Linh thì bố mẹ ở nhà sẽ giải quyết được. Chị nói cho em biết, em có chắc chắn là chồng em ngoài chị thì không có ai không, mà không phải ngủ với chị thì không ngủ với người khác không? Trong cuộc tình tay ba, người không được yêu mới là người thứ ba. Mẹ chồng cũ cầm một cái chổi, cầm đi đến đập thẳng vào đầu mẹ em và lém cái chổi đấy vào đầu mẹ em luôn, bảo là cái loại nhà mày tính cướp tiền nhà tao à. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Người Thứ Ba. 20 giờ tối thứ ba hàng tuần, chúng ta luôn rất là đúng hẹn cùng với nhau. Và quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta lại dọn dẹp tâm trạng của câu chuyện ở tuần trước mà chúng ta đã được nghe để đón nhận thêm câu chuyện của tuần này. Mặc dù chúng ta đều biết rằng thì kiểu gì cũng sẽ gặp một cái nhân vật mà hoặc là trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của người khác, hoặc là một cái người bị tan vỡ hạnh phúc của mình vì sự xuất hiện của người thứ ba, hoặc là một người đang yên, đang lành bỗng dưng đi tìm kiếm thêm một người thứ ba để cho cái mối quan hệ của mình nó trở nên nhiều bi kịch hơn, nhiều nỗi đau hơn. Nhưng mà nó luôn thôi thúc chúng ta được ngồi ở đây để lắng nghe nhân vật. Bởi vì mỗi một câu chuyện thì đến thời điểm này nó có thể na ná nhau về cách thức, nhưng mà tình tiết, hoàn cảnh, tâm trạng, nỗi đau và cả cái sự vượt qua nữa của từng nhân vật không ai giống ai. Và chắc chắn rồi, nhân vật tuần này cũng vậy. Cho nên chúng ta chỉ có thể biết chính xác câu chuyện khi mà nhân vật chia sẻ vấn đề của họ, trải nghiệm của họ mà thôi. Xin mời mọi người cùng chào đón nhân vật của tuần này. Chào em. Em chào chị. Ồ, giọng dễ thương quá. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị ạ. Bạn ấy rất là trẻ nha mọi người. Em đang sinh sống ở đâu? Em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Và câu chuyện của em chuẩn bị chia sẻ là hoàn toàn đúng sự thật. Cho nên là em mong ekip và chương trình có thể giúp em bật đèn ngay từ những phút ban đầu. Thẳng thắn, rõ ràng, minh bạch, dễ thương. Và Nhi A là người thích nhất thưa quý vị. Và bộ phận kỹ thuật mời các bạn hỗ trợ. Trời ơi, mọi người xác nhận chưa? Xinh và trẻ nữa. Rồi thế thì bây giờ mình giới thiệu tên của mình đi nè, để mọi người dễ theo dõi câu chuyện nè. Dạ, em tên là Linh ạ. Mình sẽ là cái nhân vật nào trong những nhân vật mà ban nãy chị đã liệt kê? Em bị người thứ ba làm tổn thương ấy. Khi họ tới và xuất hiện thì đã làm tan vỡ cả gia đình của em. Cái năm em kết hôn là năm em bao nhiêu tuổi? Năm em kết hôn là vừa học xong cấp 3, là vừa tròn 18 tuổi. Thế thì mình với chồng mình quen nhau trước đó bao nhiêu lâu, hoặc là trong bối cảnh nào mà mình lại kết hôn rất là sớm như vậy? Em với chồng em thì quen nhau được khoảng 1 năm. Khi em đang học lớp 12, tính của anh khá là tốt. Thế là bằng cái tuổi của anh thì mọi người đã lập gia đình rồi, gần như là đã có con rất là lớn rồi. Em có về gia đình anh chơi và nói chuyện thì bố mẹ anh cũng kiểu hy vọng là con trai sớm lập gia đình ấy. Về đấy bố mẹ cũng kiểu nói chuyện và hứa hẹn rất là nhiều thứ. Cho nên là em quyết định là khi vừa học xong cấp 3 thì em lấy anh, vì gia đình đã kiểu có hứa với em là sau khi kết hôn thì sẽ cho em tiếp tục cái học cái công việc về cái ước mơ của em ấy. Khi đấy thì công việc của anh chưa có ổn định, anh đi làm nhôm kính ấy chị, nên làm phụ người ta ấy. Em cũng kiểu suy nghĩ là thôi, hai người cùng trẻ, chỉ cần là có mình có ước mơ là được, mình đừng có nhụt chí, em chỉ cần chồng của em là phấn đấu là được ấy. Nên là hai vợ chồng đã bàn nhau là thôi, cố gắng xong thì về cả hai cùng làm, cùng tích cóp thôi à, mình xây dựng hạnh phúc sau ấy. Chứ còn công việc để cho anh ổn định thì cũng khá mất khá là nhiều thời gian. Người thân của em lúc đó có ý kiến gì về cái cuộc hôn nhân quá sớm như thế này của em không? Cũng có nhiều cuộc cãi vã rất là nhiều liên quan khi mà em quen anh ấy. Nhưng mà kiểu đến cái thời điểm mà em quyết định kết hôn với anh là
không hiểu tại sao ở trong lòng mình, cái tâm trí của mình rất là gay gắt. Nên là bố mẹ rú kiểu rớt nước mắt nhưng mà vẫn phải gà đi và vẫn phải vui vẻ chấp nhận. Chứ còn thực ra nhà em ngay từ đầu đã không ủng hộ đối xử với mình nè, rồi kinh tế của gia đình nè, ảnh có thể hiện cho em thấy rằng là không có vấn đề gì hết, rất là ổn. Cái vấn đề kinh tế thì gần như là trong cái thời gian đấy vợ chồng em chưa bao giờ là ổn cả. Chuẩn bị ngày đón dâu là ngày hôm sau, thì buổi chiều hôm trước khi đang tiếp khách thì anh có nhắn tin cho em tin là anh đang có nợ xã hội đen. Anh bảo với em là nợ 20 triệu. Không, em cũng lúc đấy mình bị đứng hình mất một thời gian ấy. Em vẫn quyết định ngày hôm sau tổ chức đám cưới. Nhưng mà sau khi tổ chức đám cưới xong thì em biết là cái số nợ của anh là lên tới hơn 100 triệu. Và khi đấy là bóc hết phong bì của hai vợ chồng, bán cả vàng bố mẹ em cho cũng không đủ để trả ấy. Lý do gì anh nợ? Anh chơi bài bạc các thứ rồi vay mượn. Rồi cuối cùng rồi làm sao trả nợ? Mới bước đầu thì bán vàng và trả bớt cho người ta. Sau đó thì không xoay sở đâu được nữa. Bố mẹ anh cũng kiểu có một chút vốn tích cóp, nhưng mà anh bảo là không hỏi bố mẹ của anh. Hỏi bố mẹ của anh thì kiểu mọi chuyện sẽ tan nát ra ấy. Em thì mới tiếp xúc với bố mẹ, có gặp mặt có 2-3 lần thôi là em đã cưới rồi. Em cũng không muốn để cho bố mẹ và chồng mình có một cái xích mích gì đấy. Hai vợ chồng mới đi lên nhờ mẹ đẻ của em. Mẹ em đi vay mượn cho hai vợ chồng và để đi giả cái số nặng lãi đấy. Sau đó thì em làm việc, em kinh doanh, còn anh cũng đi làm cho người ta ấy. Mỗi tháng cũng được vài triệu và góp nhau vào. Trong vòng 1 năm thì hai vợ chồng giả hết cái số nợ đấy. Hai vợ chồng kiểu sống mà không liên quan gì đến nợ lần trong vòng khoảng độ 2-3 tháng. Thì anh quyết định là anh đi nước ngoài. Em cũng ủng hộ suy nghĩ của anh ấy. Đi nước ngoài thì hai vợ chồng lại tiếp tục vay mượn, kiểu vay bố đẻ của anh ấy tiền để đi lại và sinh hoạt trong cái thời gian đấy. Khi đấy là em đang bầu bé thứ hai. Bé thứ nhất em mới được có hơn 2 tuổi rồi. Bé thứ nhất mình sinh lúc nào sau đám cưới? Bé thứ nhất em sinh sau vài tháng sau khi đám cưới. Đám cưới xong thì em có bầu luôn. Thế thì người thứ ba xuất hiện ở cái đoạn nào? Thực sự là rất là tình cờ. Cái tài khoản Facebook của cháu em sử dụng 2 năm, em chưa bao giờ đăng nhập vô và em cũng không hỏi, bởi vì đấy là tài khoản mới. Ngày hôm đấy là em nghỉ làm, nghỉ trưa sớm, là em vô tình vào Facebook và em nhìn thấy cái tài khoản mới của chồng em vừa đăng một cái tin. Thì em lại ấn tìm cái mail và em vô tình vào, xong rồi đăng nhập mật khẩu thì mình lại vào được luôn cái tài khoản mới của chồng em. Và khi đấy em đang thấy chồng em nhắn tin với một bạn, và bạn ấy có nói là 30 phút nữa là bạn ấy đến nơi, và bạn ấy yêu cầu chồng em là gọi taxi đến đón bạn ấy ở ga tàu. Em có hỏi chồng em là bạn đấy là bạn nào, thì chồng em bảo là chỉ là một người bạn thôi. Bạn ấy cùng một bạn nữa đến đây để kiểu là nhậu ấy, vào ngày cuối tuần thì sẽ nhậu. Chồng em cũng chỉ là không có gì, cứ nói xua xua thôi là lúc không có gì, không có gì. Bên kia được bao lâu rồi? Cũng hơn 2 năm rồi ạ. Anh đi 2 năm thì mình đọc được cái tin đấy. Trong 2 năm anh về được mấy lần? Không có về lần nào hết ạ. Ok rồi. Chồng em cứ xua vậy thôi, thì em chỉ nói là vợ đã xem tất cả tin nhắn và vợ biết tất cả mọi chuyện. Và em có nói là vợ biết chuyện này rất là lâu rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay chồng hẹn gặp người ta thì vợ mới nói chuyện rõ với chồng bây giờ là ý của chồng là như thế nào. Em có bảo với chồng em là chồng, khi chồng làm gì thì chồng hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Mọi chuyện thì vợ đã đều biết rồi, chứ chồng đừng có làm ảnh hưởng gì đến gia đình. Ở nhà vẫn còn con, vẫn còn hai đứa nhỏ, vẫn còn bố mẹ của chồng. Mà còn có vài tháng nữa là chồng về rồi ấy, thì chồng hãy suy nghĩ cho kỹ. Vợ không cấm, vợ không cấm là chồng gặp bạn bè. Kể cả bây giờ bạn ý, chồng bảo là, chồng em có bảo là không gặp nữa, đuổi bạn ý về. Em bảo là không bao giờ có chuyện đấy xảy ra, bởi vì người ta đã bỏ trốn khỏi chỗ làm của người ta và người ta xách đồ đạc đi đến đây để tìm chồng. Người ta sẽ không còn chỗ nào đi. Sau thì em tắt máy để cho chồng em suy nghĩ. Nhưng mà khi đấy em vẫn đang ở trong tài khoản của chồng em và vẫn xem tin nhắn của chồng em với bạn kia nhắn tin. Lúc đấy là chồng em không có nhắn tin tài khoản đấy nữa, sang một cái tài khoản lập mới tinh và để liên lạc riêng lại với bạn ấy. Nhưng mà không hiểu chồng em suy nghĩ làm sao mà chồng em nhắn tin lại cho em, bảo là vợ cho chồng xin 2 ngày. Xong rồi em bảo được, coi như là 2 ngày đấy chồng bóc bánh trả tiền. Nếu mà bạn ý cần tiền thì chồng không có thì chồng nói với vợ. Vợ
chuyển cho chồng, chồng trả cho người ta đi. Xong mà sau 2 ngày đấy thì chồng liên lạc lại với vợ và để vợ nói chuyện với bạn kia. Nhưng trong cái thời gian 2 ngày đấy em không ăn, không ngủ, không gì. Mà mẹ chồng mới lại, bố chồng có cứ hỏi là bị làm sao á kiểu ấy, bà con không sao. Mình còn cứ phải đợi từng giây từng phút cơ. Đến khi mà đúng hẹn là buổi sáng ngày thứ hai chồng em gọi điện cho em cơ. Chồng em bảo 7 giờ gọi điện, thì 6 giờ em vào tài khoản của chồng em và thấy chồng em nhắn tin với anh bạn ở tầng dưới ấy, bảo là kệ em giải quyết xong rồi, vợ em là phải nghe em để em chén nốt cái đã, mà chứ mất công rồi, ăn cho đã rồi chuyện khác tính sau. Không, em đọc xong thấy cái tin nhắn đấy à, trong đầu mình nghĩ ra rất là nhiều thứ luôn. Bây giờ mình đang ngồi đây đợi từng giây từng phút đợi chồng mình nói chuyện với mình, mà trong khi đấy là chồng với người ta thì lại đang cuốn quýt với nhau ấy. Ngày sinh nhật con là ngày bố phản bội mẹ, mà bố cũng không quan tâm gì đến con cả. Thế là em ngày hôm đấy, cả buổi tối hôm đấy là em gọi rất là nhiều, em cảm giác bất lực luôn. Em cố đợi đến sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau thì mình nhận được cái kết quả là phải đợi người ta chơi vui đùa với người thứ ba chán đi rồi người ta mới gọi điện cho mình. Em vẫn đợi, em vẫn bình tĩnh và em đi xuống đưa con đi học. Xong em kiểu lúc mà con ăn ở dưới nhà ấy, xong rồi con lên gọi em là để mẹ đưa đi học ấy, là con có nghe là em đang nói chuyện dở với hai bạn kia. Và lúc đấy là con em đi xuống mách bà, bảo với bà là mẹ con đang nói chuyện với bố mà kiểu lại còn khóc ấy. Thế là đi xuống mẹ chồng em có hỏi, em vẫn chối và không nói gì, vẫn để cho chồng em có một cơ hội mà. Khi đấy em nói chuyện với chồng em và với bạn kia. Bạn kia nói gì với em? Chị không có lỗi gì cả, tất cả là do anh. Anh cầm điện thoại của chị, anh không cho chị xem, anh không nói gì. Đến sáng nay anh bảo chị là anh có gia đình, thì anh bảo chị gọi cho em thì chị chỉ biết gọi cho em thế thôi. Em tin hay không thì là tùy em. Nhưng mà khi chồng em tắt máy thì chị lại nhắn tin cho em. Chị nhắn tin cho em theo cái kiểu khiêu khích. Khi nói chuyện với em có chồng em ở đấy thì chị không nói gì. Mà khi chị nhắn tin thì chị lại bảo với em là chị nói cho em biết, em có chắc chắn là chồng em ngoài chị thì không có ai không? Mà không phải ngủ với chị thì không ngủ với người khác không? Em phải biết là bản thân em ở đâu và đứng ở vị trí nào. Hiện tại em có còn được chồng em yêu thương hay không? Còn trong cuộc tình tay ba, người không được yêu mới là người thứ ba. Và chị bảo với em như thế. Chị ý gửi rất là nhiều ảnh khỏa thân ấy, là đi tắm này, không mặc đồ các thứ. Rồi có những cái video mà ở trong tin nhắn của hai người ấy, có những cái video họ show cho nhau ấy chị. Là trong trước cái thời gian gặp nhau là họ đã làm như thế với nhau rất là nhiều lần rồi. Thế chồng em có được đọc hết những tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em không? Anh ấy chỉ bảo là kệ nó nói càn ấy, đừng có nói chuyện với nó nữa. Thì em cũng không nói chuyện nữa, em chụp lại và em có cho xem. Nhưng mà thực ra là hai người cũng ngồi với nhau ấy. Thế là lúc đấy là hai người ngồi với nhau và có thể là những cái tin nhắn đấy anh ấy chưa kịp ngăn cản thôi. Khi mà bạn nhắn cho vợ người ta cái câu là em có chắc là ngoài chị ra chồng em còn có người khác nữa không? Theo kiểu như chị vô tội lắm. Không không không, phải là chị thì cũng là còn nhiều người lắm nữa em. Vậy thì chị có thấy chị tội nghiệp không khi mà chị biết rằng chị cũng không phải là người thứ ba, mà là người thứ tư, thứ năm, thứ N gì đó mà chị vẫn chấp nhận chung chạ như vậy? Người vợ người ta chấp nhận bởi vì người ta có vị thế của người ta. Người ta được xác lập mối quan hệ từ luân lý cho đến pháp luật. Còn mình rất là hời hợt, mà mình đồng thời biết người ta không phải chọn một mình mà còn thêm nhiều người khác nữa. Vậy thì mình với những cái công cụ và cái thú tiêu khiển không có khác gì nhau chứ. Và các bạn có thấy cái cách mà người ta nhắn tin cho hội anh em của người ta về các bạn không? Đợi chép nốt đi. Mình không khác gì một cái món ăn. Và tỉnh sớm lên để bản thân các bạn bớt đau khổ. Bởi vì cái người mà các bạn đang cố giành giật với chính thức á, thì thực ra nó cũng không phải là một người chất lượng nên mình phải theo đuổi đâu. Như kiểu ông trời cũng muốn giúp em hay sao ấy. Đến buổi tối khi em đi đón con về thì bố chồng em có gọi em lại và nói chuyện về cái vấn đề là tại sao tháng này chồng em lại không gửi tiền về cho ông bà nữa. Em mới có bảo với bố là con không biết, bình thường là anh vẫn gửi tiền về cho bố mà, tháng này anh không gửi về thì sao bố không hỏi anh. Thì bố em có bảo là tao hỏi nó rồi, nó bảo là tháng này nó đi ra ngoài và nó cần dùng tiền, nó không gửi về.
bố ông em nói với em là cái việc nó nói như thế là nó nói như thế, tao không tin nó, bây giờ tao tin mày, mày phải nói cho tao biết là lý do vì sao. Em bảo là thì anh cũng bảo với con là tháng này anh phải ra ngoài, thì anh bảo con là ở nhà mọi thứ con có lo được không, thì con bảo con có lo được, tiền ăn tiền uống mọi thứ thì con vẫn lo bình thường, còn cái việc tiền đưa cho bố anh bảo là anh sẽ tự nói chuyện với bố, mà tháng này anh ra ngoài như thế thì con không biết gì. Nhưng mà bố em mới nói với em một câu là nó không gửi tiền về cho tao thì chắc chắn là nó gửi tiền về cho mày, mày không đưa được cho tao thì là chúng mày giấm dúi cho nhau và mày tiêu hết cái số tiền đấy rồi à. Em mới bảo không có. Xong đến lúc đấy bố em mắng nói rất là nhiều, em ức. Đến khi em phải nói với bố là bố ạ, con nói thật với bố là mấy ngày hôm nay tâm trạng con không ổn định là vì chồng con có người khác bên ngoài, và em mang cái đoạn ghi âm với lại đoạn quay màn hình mà khi em nói chuyện với người thứ ba và em nói chuyện với chồng em, nói chuyện với các anh cho bố mẹ chồng em xem. Thì khi ông bà xem xong rồi, ông nói với em một câu như này: nó là đàn ông, nó ra ngoài chuyện gái gú bồ bịch là chuyện bình thường, mày là vợ ở nhà mày phải chấp nhận số phận. Nếu mà mày không quản lý tốt chồng mày, không bảo được nó gửi tiền về cho tao hàng tháng, mà chúng mày cứ vẫn giấm dúi với nhau, thì cái nhà này xây xong tao ở hết đời tao rồi, tao bán, tao không cho chúng mày ở nữa. Mẹ mà chồng em phản ứng sao? Mẹ chồng em thì mới đầu chỉ bảo là cái thằng này tại sao lại mất dạy như thế, mới bảo em là thôi cứ bình tĩnh đi, không nó là đàn ông, nó ra ngoài nó vui chơi rồi nó sẽ về với gia đình thôi, đoạn nó chơi chán thì nó khác về, con cứ bình thường đi, không việc gì ạ. Bây giờ con càng làm quá lên thì người thiệt chỉ là con thôi. Đáng ra là trong đêm đấy là em đang trong cái thời gian là để suy nghĩ về những câu nói của bố thôi, mà em lại vô tình là em phát hiện là chồng em vẫn nói dối em, là vẫn giữ cái người thứ ba ở đấy và họ vẫn phát sinh quan hệ với nhau và vẫn bình thường, vẫn không coi là không có chuyện gì, tức là họ lừa em. Thì lúc đấy em lại càng thêm có thêm một cái lý do mà để ra đi. Em đang ở riêng và em chỉ về ở chung với bố mẹ được có thời gian là 20 mấy ngày để lên cái nhà mới đấy ở cho là ấm nhà thôi. Còn trước đó là khi con em vài tháng tuổi là ông bà vẫn không có ở cùng em hay gì cả, vẫn một mình là mình tự chăm sóc, mình tự lo lắng cho con thôi. Ông bà phụ là trông cháu giúp ấy. Con xin phép bố mẹ là cho con dọn lên cửa hàng con ở, bởi vì cứ để cho tiện việc đưa đón học, về cửa hàng của em cách cái trường học của con chỉ có 3 bước chân thôi. Em vẫn bảo bố là bây giờ cảnh cả là con với anh có ly hôn hay là có tiếp tục với nhau thì con vẫn mong và con cũng xin bố mẹ là con cho các cháu lên kia ở, thì cuối tuần con đưa các cháu về dưới này để có ông có bà có nội có ngoại. Còn trường hợp xấu nhất là con với anh không ở được với nhau nữa thì con cũng mong bố mẹ là vẫn coi con như là con dâu, là con gái. Mà đến khi chiều hôm sau đã thống nhất là sẽ dọn ra ngoài, chiều hôm sau thì ông vẫn dỡ gập quần áo á, kiểu đồ đạc các kiểu, ông vẫn bỏ ra xe cho em phụ em ấy. Đến khi mà em đón con, em bảo con đi vào chào ông bà đi. Khi mà em quay lưng đi ra thì ông nói với chồng em ở đầu điện thoại bên kia là hai đứa ở bên đấy cố gắng làm ăn đi, sau này về thì mới có tương lai, con Linh thì bố mẹ ở nhà sẽ giải quyết được. Cái câu đấy là kiểu câu vô tình em nghe được, mà em thật sự đứng hình mà em sốc luôn. Em ở trong khi đấy là ông bà vẫn đang rất là tử tế với em. Gia đình nhà chồng em mà anh trai chồng là một cái người em tôn trọng nhất từ trước đến giờ, vì tính anh rất là lành, không bao giờ kiểu anh luôn công tâm ấy, có chuyện gì là anh cũng nói rõ ràng, mà anh rất là lành, không bao giờ gây gổ và không bao giờ làm cái chuyện gì luôn, mà em kiểu cảm giác là anh rất là hiền. Nhưng mà em không nghĩ đến được là cái ngày hôm đấy anh tạo một cái tài khoản Facebook giả và anh viết lên một cái câu chuyện là tức là để bóc phốt em ấy chị, tức là bảo là để chặn trước mọi câu chuyện nhỡ là em nói ra. Anh phốt em là ở nhà thì suốt ngày chỉ ăn rồi đóng cửa ở trong nhà, làm việc với máy tính và điện thoại, không biết là chat chít và nói chuyện với trai hay là nói chuyện với ai. Hàng đêm thì cứ 10 đến 11 giờ đêm là có taxi đứng đợi ở cổng để đón đưa đi rồi sáng mới về. Thì xong rồi lại
con cái thì không chịu chăm bẵm. Đến khi em biết tin nhắn của chồng em với anh chồng thì em có biết là anh chồng nhắn bảo là tao đăng như thế như kiểu để khi mà nó nói lên cái gì liên quan đến mày thì là mọi người biết là em là người sai ấy. Thế là em mới biết như thế, em mới trả lời trực tiếp ở trên cái bài viết đấy luôn. Là em bảo là anh em làm công việc gì, em làm công việc liên quan đến online thì anh em xưng là bạn thì bạn cũng biết. Bây giờ mình có thể tra được ra cái ID và cái số máy hiện tại bạn đang sử dụng cái Facebook này là ở khu vực nào và ở đâu, mà hiện tại bạn đang vu khống và bạn sỉ nhục mình sẽ làm đơn kiện bạn nếu mà bạn không xóa cái bài viết này đi. Và rất rất nhiều kiểu là ở cái bạn người thứ ba kia khủng bố em ở trên Facebook. Một bài viết của em đăng lên, em chỉ đăng lên là kiểu mình buồn, khi đấy là em biết là bây giờ mình mà không làm rõ mọi chuyện thì là mọi thứ sẽ là mình sai hết. Và em không nói gì hết, cái trên cái tút em đăng lên em không nói một cái gì hết. Em chỉ gửi cái tin nhắn của chồng em xin phép em là vợ cho chồng ngủ với người ta 2 hôm xong à, coi bóc bánh trả tiền. Và chồng em vẫn còn cảm ơn em rất là nhiều, mẹ vợ chồng em nói về cái tương lai ấy. Sau rồi lại cả tin nhắn của mẹ chồng em khuyên chồng em là từ bỏ người thứ ba đi. Có video người thứ ba xin lỗi em, và cả cái tin nhắn là người thứ ba thách thức em, mà em chỉ đăng lên và em không thêm bớt, không đăng, không viết một cái cáp gì hết. Trong đấy có rất rất là nhiều người quan tâm ấy, bình luận, mà cái bạn người thứ ba kia bạn ấy chửi hết. Trong 300-400 cái lượt comment đấy, bạn ấy chửi sạch tất cả 300-400 người đó luôn. Chị dâu của em thì lại đi vào comment chửi em. Thì em vẫn đang sống hòa thuận với nhau thì em đi, mà hai chị em vẫn nói chuyện. Mà đến khi mọi chuyện vỡ lở ra thế, chị có comment ấy để bênh vực chồng em là bây giờ đàn ông thì đi ra ngoài có gái là chuyện bình thường, mình là phận đàn bà là vợ ở nhà thì chỉ cần biết là chồng đi làm về hàng tháng gửi tiền về thôi là được rồi, còn ý là làm to chuyện ra làm gì ấy, chứ không biết, bảo em là không biết an phận ấy, có phúc mà không biết hưởng. Khi một người họ nói được cái câu đó là ôi, đàn ông á, họ có vợ rồi mà họ đi ra ngoài họ gái gú là chuyện bình thường, thế thì mọi người sẽ hiểu cái câu này ở những góc độ phân tích sau đây nè. Nếu nó bình thường có nghĩa là nếu quý vị có con gái mà con gái quý vị làm điều đó, làm cái điều mà trở thành một cái người thứ ba đi lấy đi cướp chồng người là bình thường đúng không? Đúng rồi. Nếu như mọi người có con gái và con gái của mọi người nó làm gái, nó bốc bánh trả tiền là bình thường đúng không? Mọi người thấy ghê chưa? Mọi người có thấy nó bất thường ở chỗ nào? Mọi người chỉ nghĩ là tôi là mẹ chồng, tôi là nhà chồng, tôi phải nói như vậy bởi vì cô kia cũng chỉ là con dâu thôi. Nhưng mọi người có biết là đồng nghĩa với cái việc là mọi người đang bảo vệ người con trai bằng cái lý do đó, thì cũng có nghĩa là mình đang bình thường hóa cái việc là nếu như mình có con gái và con gái mình trở thành tiểu tam, trở thành một người phá hoại gia can của người khác, trở thành một người làm một cái nghề mà mọi người cho rằng là đàn ông á, ăn bánh là chuyện bình thường, vậy bánh đâu họ ăn? Thế rồi đến khi nào em với chồng em mới giải quyết được vấn đề? Khi đấy thì xong thì em có làm đơn, kiểu làm đơn đơn phương ấy chị. Làm đơn đơn phương ở bên này thì nó sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, khi đấy là anh đang bỏ trốn ra bên ngoài. Nó sẽ liên quan đến đại sứ quán ở bên đấy và công ty anh đang làm việc. Lao động hợp pháp hay bất hợp pháp? Khi đi là hợp pháp ạ, có khi mọi chuyện xảy ra thì bắt đầu là bất hợp pháp. Là vì cái gì? Là vì quá hạn mà không hết visa không về? Tức là anh tự bỏ trốn ra ngoài thôi. Tức là anh và cái bạn kia đã bàn nhau ấy, là cả đi. Hai người cùng bỏ trốn và đi đến một công ty khác để làm theo cái hệ là làm đơn vợ chồng ấy. Rồi. Cho nên là khi mà em nộp đơn xin ly hôn, dạ, thì người rồi. Ta sẽ phải làm việc với đại sứ quán bên kia thì phát hiện ra là cái nhân vật này đang bỏ trốn rồi. Dạ không, tức là em biết trước tất cả mọi chuyện như thế rồi. Và em khi em làm đơn đơn phương thì em có nói với anh, khi đấy là em có bảo với anh là bây giờ một là bố mẹ anh như thế rồi em không chấp nhận. Nếu mà về anh đi về đây là anh làm được bao nhiêu anh đưa hết cho bố mẹ anh, còn em làm thì em sẽ lo gia đình. Về mình không ở cùng bố mẹ chồng, cũng không ở cùng bố mẹ vợ, mà mình ra ngoài mình ở riêng. Chồng em lúc đấy đang được bố mẹ ủng hộ mà, nên chồng em bảo là em như thế là láo, anh ý là con thì anh phải ở với bố mẹ anh ấy. Còn như thế thì anh thà bỏ vợ chứ không bỏ bố mẹ. Em bảo ủa chứ vậy sao lại là bỏ bố mẹ? Tiền mình vẫn đưa cho ông bà hàng tháng mà, thậm chí em còn không cầm 1.000 nào tiền lương của anh, chỉ là mình không ở cùng bố mẹ thôi, mà mình vẫn đi lại về bình thường, mình ở trên cửa hàng cách nhà chồng có mấy bước chân thôi mà. Thì chồng em vẫn kiểu không đồng ý. Chồng em bảo là
một là bây giờ phải ở nhà đợi chồng em về ấy, tức là không có chuyện gì xảy ra. Còn cái việc mà chồng em có quen người kia nữa hay không, coi như là chồng em không nhắc đến, thì em bảo là nếu mà như thế thì em chọn là ly hôn. Thì em có nói là em sẽ làm đơn như thế, thì anh ấy bảo là nếu mà làm đơn phương như thế thì sẽ ảnh hưởng các kiểu nọ kia. Thì anh có xin em bảo là thôi, đằng nào cũng kiểu đồng ý ly hôn thì làm thuận tình. Mất trong vòng khoảng độ 2 tháng để em chuẩn bị hồ sơ bên này và gửi sang bên đấy, và để anh nhận được là mất 2 tháng. Mọi chi phí với ở bên này em vẫn cứ hoàn toàn chịu. Sang đấy anh ký, anh gửi về cho em rồi. Còn một cái chữ ký cuối cùng là giấy ủy quyền cho em lên tòa để là ủy quyền đồng ý là xong. Nhưng mà không, khi đấy là bắt đầu anh không ký cái giấy nữa. Và anh bạn, cái bạn người thứ ba kia, bạn nhắn tin cho em bảo là đưa 20 triệu. Em không biết là anh nhắn tin trong tài khoản của anh, và giọng điệu nói là giọng điệu của bạn kia, bảo là bây giờ là đưa cho anh 20 triệu và để anh cho người khác làm đơn ly hôn. Còn nếu mà không đưa được 20 triệu cho anh thì anh không ký và anh không giải quyết với em nữa. Đằng sau những cái câu nói đấy là bạn kia vẫn là thách thức em rất là nhiều. Bạn ấy nói là hai người họ sẽ ở bên đấy tầm hơn chục năm. Em có kiểu sẽ không ký đơn ly hôn, em ở nhà em có quen ai yêu ai thì dân làng sẽ đồn thổi. Đúng rồi ạ, dân làng sẽ đồn thổi các thứ. Còn họ ở bên này chẳng ai biết đấy là đâu ấy. Mà họ có biết là họ có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào không? Đúng rồi ạ, xong thì chỉ có 2 tháng sau là họ phải về luôn rồi ấy chị. Khi lên tòa cũng gặp thư ký tòa và thẩm phán các thứ, thỏa thuận với nhau và họ làm hồ sơ cho bọn em. Là bạn ý kiểu em không, cái nhà hơn 1 tỷ bọn em mới xây xong ấy, là em không đòi chia tài sản hay cái gì hết. Còn bạn ý vẫn là chủ động, em cũng nói bạn ý là cái tiền bố mẹ em cho cả tiền mặt, cả vàng rất là nhiều và giúp đỡ rất là nhiều. Bây giờ em chỉ yêu cầu là giả lại cái tiền vàng đấy cho bố mẹ em thôi. Anh bảo là không có thì để cho anh là giả thư các kiểu, em cũng ok. Nhưng mà sau cái buổi lên tòa ngày hôm đấy là đáng ra là sẽ xong rồi ấy. Một hai lần gặp ở dưới tòa nữa là xong. Nhưng mà về bạn, cái bạn người thứ ba kia nhắn tin cho em rất là nhiều, chửi em một cách thậm tệ luôn. Bạn ấy dùng những lời rất là thô tục ấy, em không thể nói trên này luôn. Vì lý do gì? Bạn ấy chửi em là về cái vấn đề là em và bạn kia thương lượng 50 triệu ấy. Em chụp toàn bộ tin nhắn đấy em gửi xuống tòa án cho họ làm việc ấy. Họ cũng, xong thì bạn ý bị gọi xuống cảnh cáo và lập biên bản ấy, vì bạn ý cư trú ở trên này là bất hợp pháp và nhà đấy hiện tại vẫn là đang nhà của bọn em mà. Đến đỉnh điểm là khi mà cái chuyện tiến nong đấy, bố mẹ bạn ý cũng xót, mà vô tình mẹ em đi qua cổng nhà bạn ý, mẹ chồng cũ là cầm một cái chổi với lại một cái chậu để kiểu để hót phân ở ngoài vườn ấy, cầm đi đến là đập thẳng vào đầu mẹ em và lém cái chổi đấy vào đầu mẹ em luôn, bảo là cái loại nhà mày tính cướp tiền nhà tao à, với lại chửi rất là nhiều câu xúc phạm mẹ em. Đến khi đấy là em tất cả mọi việc em đều phải nhờ công an giải quyết ấy. Họ còn bảo với tòa là con họ đi làm không gửi được 1.000 nào cả, ở nhà họ phải nuôi em ăn ở nhà, bởi vì thời gian đấy là dịch giã các thứ. Thế họ có hiểu rằng là nếu như người ta yêu cầu họ làm sao kê ngân hàng được, thì họ đấy, không có cãi được không? Đúng rồi, họ không suy nghĩ đến cái vấn đề đấy. Và khi mà giải quyết ở trên tòa nói như thế thì em và luật sư của họ, họ còn thuê cả một luật sư riêng cơ, để biện hộ cho những cái lời nói đấy của họ. Và luật sư còn kiểu là khi mà đứng lên nói chuyện thì luật sư có bảo là em mà không chăm lo gia đình và kiểu là đi ra ngoài các thứ ấy, mà ý họ đang gắn cho em một cái mác là ngoại tình. Em nộp hồ sơ với em nộp chứng cứ lên cho tòa để tòa biết đâu là đúng đâu là sai. Và em có nói lại với tòa như thế, và kiểu tòa yêu cầu luật sư là không được phép lên tiếng nữa. Thì bài học từ câu chuyện này, có một bài học rất lớn là gì thưa quý vị khán giả? Kẻ ác người ta không thể yếu lại để cho bạn được bình an đâu. Muốn chiến đấu với kẻ ác thì mình phải mạnh bằng một cách nào đó, từ tri thức, năng lực, trải nghiệm, bản lĩnh là phải có. Chứ mình không thể ngồi cầu và chờ đợi ai đó bớt ác lại cho tôi được yên ổn. Chuyện đó nó không nằm trong khả năng của mình. Như cái việc là mình tốt hơn mỗi ngày, mình bản lĩnh hơn mỗi ngày, mình làm việc cẩn trọng hơn mỗi ngày là cái là mình có thể thay đổi được. Thế thì cuối cùng là kết quả là ly hôn. Dạ đúng rồi ạ. Mà tính đến thời điểm này là mấy tháng thôi? Cũng được cả năm rồi ạ. Sau ly hôn em yên ổn không?
em thấy mình rất là may mắn luôn ấy. Giải quyết xong mọi chuyện thì đầu óc em nhẹ nhàng hơn, gia đình em không gặp những cái vấn đề nữa. Với trong cái thời gian bọn em trục trặc á, gia đình nhà chồng ấy còn đánh cả mẹ em, đánh mẹ em 3 lần và đánh em gái em vừa sinh mổ xong được 1 tháng luôn, mà chồng cũ em ra đẩy xô bé nó bị chớt hết hai đầu gối ấy, mà nó vừa sinh mổ. Em tính là 1 tháng mà vừa mới sinh mổ xong, sức khỏe rất là yếu, mà không hiểu sao là còn có thể đánh được một người phụ nữ như thế. Em thấy là giải quyết mọi chuyện xong rồi, gia đình em yên ổn hẳn ấy, mà công việc các thứ, mọi thứ của em rất là suôn sẻ. Thế là hôm nay em mới kiểu mình có đủ can đảm để ngồi đây chia sẻ cái câu chuyện của mình. Mình phấn chấn hơn đúng dạ, không? Đúng rồi. Em có thấy là mình đã kết hôn quá sớm không? Dạ có. Ngay từ đầu em đã quyết định bật đèn. Dạ vâng ạ. Vậy thì câu chuyện nó là như vậy nè. Em có lường được những gì sẽ diễn ra sau cái chương trình này phát sóng không? Em cũng có thể là lường trước, mà có thể cái độ lan tỏa của nó ngoài sức tưởng tượng của em. Nhưng mà trong cái thời gian mà em chiến đấu với gia đình họ ấy, em nghĩ là những cái tổn thương nhiều nhất là sẽ là từ những người thân, người ở gần mình nhất, thì họ mới có sức ảnh hưởng để cho làm mình bị tổn thương nhiều hơn. Còn bây giờ là sự lan tỏa của chương trình thì sẽ là người ngoài và những người có thể hiểu câu chuyện của em, mà cũng có thể là không hiểu câu chuyện của em, nhưng mà họ không quá thân thiết, và những cái lời đánh giá nhận xét của họ có thể nói là em để tâm đến, nhưng mà sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của em. Chị cũng rất mong là mọi người cũng sẽ phải được nghe để phải nhìn nhận lại chính mình, và nếu như chúng ta không khơi chiến thì cuộc chiến nó sẽ không bắt đầu. Vậy thì chốt một câu nè, theo em thì cuộc hôn nhân của em nó tan vỡ là vì người thứ ba? Dạ đúng rồi ạ, một phần là vì người thứ ba và một phần là do gia đình nhà chồng em. Không thể nào mà nói là họ sai tất cả với mình. Ngoài những cái thời gian họ sai với mình thì họ cũng có những cái khoảng thời gian họ đối xử rất là tốt với mình, họ chăm lo cho mình và con cái của mình. Nhưng mà mọi chuyện đã kiểu đi đến cái bước đường cùng này thì cũng có thể gọi là mình kém may mắn thì mình gặp vào cái trường hợp này. Nhưng mà đổi vào đấy thì em cũng cảm thấy là bây giờ hiện tại này em đang rất là may mắn, và cũng nhờ có sự có mặt của những người đó trong quá khứ của em thì mới có em của hiện tại. Chị cũng hy vọng là các bạn cũng có thể coi như đây là một câu chuyện để mình có thể có thêm nhiều cái năng lượng để đủ sức chiến đấu với một điều gì đó nó đang rất là tồi tệ trong cuộc sống của các bạn trẻ. Nhưng mà có một cái điều các bạn lưu ý nha, Linh đã làm được với những cái mấu chốt rất quan trọng là chúng ta phải tự lập. Chúng ta có một cái năng lực và tin vào cái năng lực tự lập của mình, chuẩn bị cho sự tự lập của mình thì cái sức chiến đấu của các bạn nó mới có thể vững vàng. Và đặc biệt một điều đó là chúng ta sẽ phải có được một cái sự can đảm để có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì nếu như không can đảm thì dù vấn đề nó nhiều đến cách mấy, nỗi đau nó lớn đến cách mấy, các bạn cũng có thể là cam chịu. Trong hoàn cảnh của bố mẹ chồng em thì chị tin rằng là cũng có nhiều cái nỗi đau mà họ sẽ phải cảm thấy rằng là trời ơi, cũng bất lực với một cái đứa con như vậy, vân vân và vân vân. Tuy nhiên mình chỉ hy vọng phụ huynh của những cặp vợ chồng trẻ hãy để cái câu chuyện hạnh phúc hôn nhân cho các bạn ấy tự chịu trách nhiệm. Cái sự can dự của chúng ta đôi khi con mình nó cưới vợ cưới chồng, nó thành gia lập thất, là chúng ta cũng đã xong nhiệm vụ rồi. Bởi vì suy cho cùng, vợ chồng thì chính các bạn ấy mới là đương sự, chứ không phải là ông bà. Mọi người xứng đáng để có được một cái tuổi già mà mình chỉ cần lo đến hạnh phúc của mình thôi. Bởi vì đám trẻ nếu như trong một trường hợp nhất định có thể đổ thừa là tại vì mình mà các bạn ấy được nước làm tới, hoặc là có những cái quyết định sai lầm, thì chúng ta không thể nào mà bỏ quên cái niềm vui của bản thân rồi cứ phải mãi miết đi chịu trách nhiệm giùm cho con cái như vậy được. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành với chương trình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau từ mỗi vị khán giả. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn rất là kiên định trả lời rằng điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái trải nghiệm của người khác để rút ra kinh nghiệm của mình. Điều quan trọng ở đây đó là sai thì phải sửa, và trong trường hợp đã có rất nhiều cơ hội mà không sửa thì chúng ta cũng cần phải có một cái cuộc đại phẫu nhất định để từ đó về sau chúng ta dứt điểm cái vết thương đó và khỏe mạnh đi về phía trước.
Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình của tuần này đã hết rồi. Chúng ta tạm biệt nhau và gặp nhau vào thứ ba tuần sau lúc 20 giờ mọi người nhé. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình của tuần này đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau lúc 20 giờ tối thứ ba. Chào tạm biệt mọi người. Ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ. Ảnh mời đi ra uống cà phê, thôi kệ ăn mặc xấu xí gì đi ra gặp chơi vậy. Cái ảnh nói một câu con nổi da gà, anh muốn nghe em nói chuyện dài dài. Ôi trời ơi, thôi. Cùng những định kiến làm rễ mà mình nghĩ lúc nào mình cũng trên cơ người ta, đâm ra ảnh cũng có những cái mặc cảm bức xúc thì ảnh la làng bỏ anh chạy đi. Bên nhau vượt qua sóng gió, có lúc con bị nợ dí xung quanh không có ai đó, ảnh cũng đồng hành với mình. Vợ chồng thì sống nhau mà có phước cùng hưởng mà có quả cùng chia, nên mình cố gắng ngày đêm những sao mà qua hết nữa. Đón xem tuần vợ tuần chồng chủ đề bên nhau